Thánh Gioan Tông Đồ. Nếu Thánh Phêrô nổi bật trong hàng ngũ 12 với vị thế tông đồ trưởng, người năng nổ, nhiệt thành, xuất phát, hết lòng vì thầy và anh em, nhưng đôi khi bốc đồng, nhẹ dạ, thì Thánh Gioan là người trẻ tuổi, suy tư sâu sắc, đầm thắm, chín đáo, trang hòa với các đồng môn đều đã lớn tuổi và luôn có mặt bên thầy. Tin mừng cho chúng ta nhiều chi tiết về ngài. 1. Được Đức Giêsu gọi đi theo ngài cùng với anh ruột là Gia-cu-bê bên bờ biển hồ Ga-li-lê. Đi xa hơn một chút, người thấy Gia-cu-bê, con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Hai anh em ngài cũng có lần trở thành cớ cho anh em tông đồ bực bội, tị nạnh, chia rẽ nhau khi ngỏ ý cầu cạnh, chạy chức với Đức Giê-xu. Tin mừng Mác-cô thì ghi: hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cu-bê và Gioan đến gần Đức Giê-xu và nói. Trong khi Mác-thêu thì tường thuật có cả thân mẫu hai vị. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. 2. Gioan là tông đồ được Đức Giê-xu thương đặc biệt. Đọc tin mừng Gioan, nhất là những chương 13, 14, 15, 16, 17, chúng ta thấy rõ tình cảm thầy trò giữa Đức Giê-xu và Gioan rất phong phú, sâu đậm. Thánh Gioan vì được yêu nhiều nên mức độ đồng cảm của Gioan với thầy cũng nhiều hơn các tông đồ khác. Khi viết tin mừng, Gioan cũng kể về thầy mình với tâm tình thấm thiết và văn phong của thánh sử tin mừng thứ tư mang sắc thái tình yêu rất rõ rệt. Tình yêu đặc biệt ấy còn được biểu lộ qua những lần Gioan được theo Đức Giê-xu đến những nơi mà nhiều tông đồ khác không được đến, như lên núi Tabor, ở đó Chúa đã biến hình, đi cầu nguyện riêng với thầy trong vườn cây dầu trước giờ bị bắt. Phần Gioan, chính ngài cũng cảm nhận và hãnh diện vì được thầy thương hơn cách anh em trong nhóm 12. Khi Tế Nhị nói về mình, trong số các môn đệ có một người được Đức Giê-xu thương mến, ông đang dùng bữa đầu tựa vào lòng Đức Giê-xu. Gioan cũng nhắc lại đặc ân được Đức Giê-xu thương mến đặc biệt trong tường thuật về buổi sáng phục sinh. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giê-xu thương mến. Bà Gioan sống tình yêu dành cho Đức Giê-xu bằng hiện diện liên lỉ và cận kề bên thầy mình trong mọi hoàn cảnh. Điểm độc đáo của Thánh Gioan là luôn có mặt với Đức Giê-xu, không chỉ trong sinh hoạt thường ngày khi bình an, mà cả những lúc nguy nan, khốn khó, ở đó thầy bị truy lùng, lên án, xử tử. Không rời Đức Giê-xu một bước, nên Gioan chứng kiến tường tận mọi diễn biến của cuộc tử nạn, từ lúc bị bắt cho đến khi xác Đức Giê-xu được tháo xuống khỏi thánh giá và mai táng trong ngôi mộ còn mới tinh của ông Giuse, người thành Arimathê. Thánh Gioan đã biểu hiện tình yêu đối với Đức Giê-xu bằng:
hiện diện, sự hiện diện tế nhị, kín đáo, khiêm tốn, không ồn ào của một tình yêu tha thiết, nồng nàn, sâu lắng. B. Sự hiện diện chia sẻ, có mặt trước tòa án Philato, trên đường lên Can V, dưới chân thánh giá, lúc mai táng. C. Sự hiện diện gánh vác, khi thầy Đức Giêsu phụng dưỡng Đức Maria, người nói với môn đệ: "Đây là mẹ con." Kể từ lúc ấy, môn đệ rước bà về nhà mình. D. Sự hiện diện làm chứng, Gioan đã có mặt bên cạnh Đức Giêsu như nhân chứng đáng tin cậy. Và một trong những chứng từ hùng hồn nhất chính là làm chứng Đức Giêsu đã sống lại. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đã đến mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cùng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. E. Sự hiện diện trung thành. Gioan kể rõ, trong sân dinh thượng tế, nơi Đức Giêsu bị giải đến sau khi bị bắt, có Phêrô và Gioan. Nhưng Phêrô đã chối thầy vì sợ, còn Gioan thì một mực trung thành và từng bước ngậm ngùi đi theo thầy mình. Quả thật, sự có mặt bên người mình yêu là dấu chỉ chính xác và biểu hiện đáng tin nhất của một tình yêu tha thiết, sâu thẳm, nồng nàn. Vì thế, càng yêu nhiều, người ta càng khó rời xa nhau, càng thương mến, càng khổ sở khi phải ly biệt. Đức Giêsu cũng đã nói với các môn đệ yêu dấu của Ngài: "Chúng con hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong chúng con." Và Gioan, sở dĩ là người môn đệ được Chúa yêu hơn, chính vì luôn ở với và gần kề bên Ngài. Xin Thánh Gioan, vị tông đồ của tình yêu và rất đáng yêu của Đức Giêsu, giúp chúng con biết yêu mến Chúa bằng sống kết hiệp mật thiết hơn với Chúa mỗi ngày. Kınare 일